Hello anh em, xin chào anh em. Và hôm nay một video giới thiệu cho anh em tất cả những trái bóng của thế giới bóng bàn anh em đang tìm kiếm rất nhiều, và chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại bóng một. Trước mặt anh em là 5 loại bóng. Và đầu tiên là Lukaku. Lukaku là một trong những trái bóng bàn mà được anh em sử dụng rất nhiều ở thời gian qua. Lukaku. Và tiếp theo là Mofit Sừng Châu nha anh em. Mofit Sừng Châu. Biểu tượng là hai chiếc Sừng Châu. Cũng được anh em sử dụng rất nhiều. Mỗi cục bộ, mỗi khu vực thì mỗi anh em đã có những thói quen. Có những anh em dùng Lukaku, có những anh em dùng Mofit, Double Mofit. Và tiếp theo Double Mofit thì có rất nhiều phiên bản nha anh em. Phiên bản hộp màu vàng 6 quả và phiên bản hộp màu đỏ 10 quả. Ok, tiếp theo là dòng thứ ba chúng ta tìm hiểu trong buổi chiều ngày hôm nay là bóng Kamito. Trong hộp này 6 quả, giá là 140.000. Hàng này là hàng của Mizuno đang sử dụng cho thi đấu SEA Games, một trong những thương hiệu bóng bàn mới nổi và được anh em săn đón rất nhiều. 146 quả nha anh em. Tiếp theo là bóng 3 sao nha anh em. Bóng này là dành cho những anh em phong trào chơi sức khỏe ở nhà. 40.000 ba quả. Đây gần như là bóng rẻ nhất ở thời điểm hiện tại và anh em đang sử dụng dành cho những anh em chơi phong trào. Ok, hôm nay chúng ta tìm hiểu 5 loại bóng. Ok nha anh em, xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở video khác. Xin chào.